Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng sớm thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ mà Trương Quốc Huy ở bên Mỹ bị trục xuất khỏi nhà, thì có những người hỏi tôi nhiều điều lắm. Tôi không có thời giờ để trả lời hết, nhưng hôm qua có một người anh em tôi rất là tôn trọng gửi cho tôi một số câu hỏi, nói nhờ anh Hùng giúp trả lời. Thì tôi có hứa là hôm nay tôi sẽ trả lời. Nguyên văn người đó viết như sau: em có mấy câu hỏi muốn nhờ anh giải đáp trên kênh anh nếu được. Rất là đàng hoàng. Muốn nhờ mà giải đáp ở trên kênh tôi thì cũng xin cho biết đi nếu được, phải không? Được. Rõ ràng, phải không? Tôi nói được rồi. Câu hỏi liên quan đến pháp luật nước Mỹ về chuyện Trương Quốc Huy. Câu hỏi thứ nhất: xem các clip trên mạng, em thấy Trương Quốc Huy và gia đình bị đuổi ra khỏi nhà. Theo luật sư Hoàng Duy Hùng, thì Trương Quốc Huy đã bị tòa tuyên án mới phải đi, hay chỉ là người chủ nhà đuổi nên phải đi? Xin trả lời, nó là hai vế luôn. Nếu mà chủ nhà không có nộp hồ sơ lên trên tòa án thì không cách nào mà đuổi được hết. Đó là nguyên nhân thứ nhất, là chủ nhà thấy rằng thiếu tiền. Như lời Trương Quốc Huy nói rằng là thiếu tiền là tại vì Trương Quốc Huy cho rằng máy lạnh không có được đẹp này nọ, là không có được tốt, nên ông giữ lại, ông không trả tiền nhà. Cái chuyện mà đi thuê nhà đó, cái vấn đề trả tiền nhà là phải trả. Còn muốn giữ tiền nhà để nói rằng để muốn sửa cái này sửa cái nọ đó, là nó phải nằm ở trong hợp đồng. Nếu ở trong hợp đồng mà không có đó, mình giữ lại đó thì cũng là vi phạm. Mình phải trả tiền nhà. Làm sao biết được là máy lạnh hư hay là cái gì hư, hay là mình chỉ lấy cớ thôi, mình lấy cớ để mình không có trả tiền nhà. Muốn giữ lại thì phải sửa trước và phải có receipt, tức là cái biên lai của người sửa, rồi mới khấu trừ tiền nhà thì mới đúng. Chứ không phải rằng là nói khơi khơi tôi không có hài lòng khi mà không chịu sửa ống nước, sửa máy lạnh, sửa máy nhà gì cho tôi. Đó chỉ là một trong những cớ mà người ta có thể nại ra để mà trốn tránh trách nhiệm phải trả tiền nhà. Nên câu hỏi bảo là do chủ nhà hay do tòa án thì cả hai luôn. Chủ nhà nộp hồ sơ kiện, làm đúng thủ tục. Tôi đã nói về vấn đề thủ tục rồi. Thủ tục thì phải báo cho người ta biết là bao nhiêu ngày đó phải trả tiền nhà. Còn không, 3 ngày nó báo không có thể phải dọn ra, không dọn ra thì nộp hồ sơ ở tại tòa. Nộp hồ sơ đó là hồ sơ eviction, tức là trục xuất khỏi tòa. Nhưng mà đó, ở bên Mỹ đó, khi mà nộp hồ sơ xong đó, thì cái người ấy, bị kiện ở nhóm trước của Trương Quốc Huy nè, đây là cơ hội cho ông xuất hiện ở tại tòa để ông nói với thưa tòa án: tôi chưa có thể dọn đi được là vì lý do là ông này không có chịu sửa cái máy lạnh, ông này không có chịu sửa mái nhà hay sửa ống nước cái gì hư, làm cho tôi ở không được, cho nên tôi phải giữ lại cái số tiền này để mà tôi sửa. Lúc đó tòa sẽ phán quyết ngay về mà sửa đã, theo luật là phải sửa xong đưa receipt rồi mới nói là mình giữ lại tiền nhà. Trương Quốc Huy và gia đình của Trương Quốc Huy đã không làm chuyện đó, cho thấy không có xuất hiện tại tòa, thì những cái lời mà cáo buộc người chủ nhà là nó phi lý lắm. Nó chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Cái trò đó mà đòi đánh lận con đen lừa cả thế giới à. Thế giới còn có nhiều người khôn lắm, người ta ngó qua người ta biết liền thôi. Khi mà tòa thấy rằng là Trương Quốc Huy không có ra tòa, hoặc ra tòa, tòa đã phán quyết là phải dọn đi. Đây là phán quyết của tòa. Nhưng không có thân chủ, tức là chủ nhà đó, mà
yêu cầu đóng tiền cho cảnh sát để có một cái trác tòa của cảnh sát đi ra mà đuổi gia đình của Trương Quốc Huy ra đó, thì Trương Quốc Huy nằm lì đó. Nên là phải có cả chủ nhà, lại phải tốn tiền. Cảnh sát được trác của tòa họ mới tới, họ mới đuổi. Đây là thủ tục pháp lý rất căn bản, không thể nào mà chối cãi được. Nhưng cái kiểu mà già họng á, rồi ra rồi còn thách thức này nọ đó, còn kêu á, người YouTuber có quyền tới ra đây quay hình ảnh ở ngoài đường. Ngoài đường nước nào cũng vậy hết, đó là chỗ công cộng. Chỉ trừ trường hợp liên quan đến vấn đề quốc phòng thôi. Chứ không phải rằng là mình dọn nhà người ta không được quay. Cái chuyện đó là chuyện người ta quay hình ở ngoài công cộng, đó là quyền của người ta. Tôi xin trả lời rất rõ cho câu hỏi thứ nhất, đó là chuyện này của chủ nhà có hay không? Chuyện này vừa là chủ nhà, vừa là tòa án, mà kỳ này còn cộng thêm cảnh sát nữa. Tại vì tòa án phán quyết xong, tòa án còn phải lo việc khác. Chỉ trừ khi nào mà ai đó bảo là xin tòa gửi một cái lệnh xuống cho cảnh sát để cảnh sát đồng ý đi thi hành, thì lại là phải chủ nhà đóng tiền để làm cái đơn đó. Chủ nhà phải tốn những cái đơn, thứ nhất là lá thư, luật sư hay là cá nhân mình mà giỏi á, báo cho biết trước phải trả tiền nhà. Đó là thư thứ nhất, thư bảo đảm. Hay là thư mà dán ở trước cửa nhà đó. Thư thứ hai là báo rằng là không chịu trả cho nên phải dọn đi, còn không tôi kiện. Đó là thư thứ hai. Rồi không chịu dọn thì đã phải nộp đơn ở tại tòa. Những gì mà Trương Quốc Huy muốn nói tranh cãi đó thì ra tòa mà tranh cãi, đã không ra thì rõ ràng. Đó không? Là chủ nhà phải tốn cái tiền đó là nộp đơn ở tại tòa. Sau khi tòa phán quyết rồi, chủ nhà lại phải nộp đơn tại tòa một lần thứ hai để xin tòa cho lệnh của cảnh sát đi ra mà đuổi. Vì tòa là trí não, cảnh sát là tay chân. Đúng không? Cho nên cảnh sát tốn từng đó tiền đối với gia đình của ông Trương Quốc Huy. Và khi mà cảnh sát đến như vậy thì tất cả các YouTubers ai đó hay cả truyền thông báo chí muốn quay phim, muốn nói gì thì nói ở ngoài. Đó là quyền tự do ngôn luận ở bên Mỹ. Không nằm ở trong cái vấn đề an ninh quốc phòng thì có quyền thâu hình. Nha. Trả lời cho bạn như vậy rất là rõ ràng. Câu hỏi thứ hai bạn hỏi đó là số tài sản rất nhiều, xe cộ, liệu những thứ này sẽ để đâu nếu như chưa thuê được nhà? Liệu có chỗ nào để gửi được không? Ở bên Mỹ, họ có những nơi họ nói rằng là storage, tức là nơi gần cái kho. Mình có thể bỏ ra một tháng, có những nơi là 60 đô, có những nơi là 100 đô cho cái kho to. Mà nếu mà gọi là xe cộ thì chắc họ không cất ở trong kho đó đâu, họ đi hàng ngày, không? Vậy thì cái việc mà gọi là lấy đồ rồi đưa đồ vô trong một storage, thuê mỗi một tháng như vậy thì di dịch từ 60 cho đến 120 đô hay là 130 đô là một chuyện rất bình thường. Nên đồ đạc nhiều đó có thể đưa vô trong kho. Thí dụ khi mà lúc đầu tôi quyết định về lại Mỹ đó, và tôi quyết định bán nhà, đồ đạc cũng còn lỉnh kỉnh, dầu rằng là cho các cháu cho hầu hết rồi, nhưng mà còn có một số đồ cá nhân, hồ sơ tòa án vân vân, đủ thứ hết. Thì tôi lại phải nhờ cháu gái của tôi thuê một cái kho, đưa hết hồ sơ vào trong đó, đưa hết những cái gì đó vào trong đó. Cho nên cái kho đó là phải trả hàng tháng. Tôi trả hàng tháng 59, tức là 60 đô. Vậy thì có kho, dễ dàng, không có gì phải lo cả. Vấn đề là kho mà chứa hàng như vậy, chứa đồ đạc của mình có dễ thuê không? Dễ lắm. Dầu mình có bị bad credit về vấn đề thuê nhà đi nữa, thì đó không phải là nhà, đó chỉ là cái kho thôi. Ai thuê cũng được hết, miễn sao trả tiền hàng tháng cho họ là ok. Cho nên xin trả lời đó là có kho. Thế câu hỏi thứ ba đó là
Với hành vi nợ tiền nhà như trên thì Trương Quốc Huy có thể dễ đi thuê nhà khác để ở không? Vì em biết đã có vết thì rất khó thuê nhà. Cái điều này thì đúng. Đã có vết gọi là quỵt tiền nhà đó thì thuê nhà, nhất là thuê những chung cư rất là khó. Vì các chủ nhà và chủ chung cư á, thì họ hay check credit, họ thấy bad credit là họ không nhận. Nhưng mà tình trạng ở Nam California, người Việt Nam mình á, tôi cũng xin nói thiệt luôn, có nhà cho thuê cũng khá là bừa bãi, không có check credit thì Trương Quốc Huy ai cho thuê thì thuê, cũng dễ thôi. Sinh sống với một môi trường có những người Mỹ, người Việt Nam mà ở chung á, thì họ không có check credit. Họ không check credit và cũng không báo bad credit. Thí dụ như chủ nhà vừa rồi á, của Trương Quốc Huy á, gửi báo bad credit cho khắp nơi ở tại Nam California, cũng phải tốn một mớ tiền thì nhiều người làm biến, đuổi nó đi rồi thôi, khỏe, chả quan tâm. Nó sẽ là gánh nợ cho ai đó, ai mà rước nó thì ráng mà chịu, đúng không? Thì có những người Mỹ, người Việt Nam họ rước về. Trong thực tế là như vậy đó. Bad credit thì thường thường đối với người Mỹ họ sợ lắm, là vì các công ty của Mỹ, nhất là những cái chung cư mà họ cho thuê đó, là họ báo hết, họ kiểm tra đầy đủ, họ bắt đặt cọc tiền nhà không phải một tháng hai tháng, có những nơi bắt cọc tiền nhà đó là 6 tháng trời. Thì những người mà ở như vậy đó họ rất là phải đàng hoàng nghiêm chỉnh. Nhưng mà ở trong một khu vực đa số đông đảo là Việt Nam rồi Mỹ đó, thì các chủ nhà làm biến và chủ nhà mới cũng làm biến để check credit, mong sao có người mới để trả tiền cho mình thì cho vô. Cho nên là tình trạng này xảy ra thì những người như Trương Quốc Huy á, và gia đình Trương Quốc Huy á, mới hiểu được ở đó rồi đó, thì mới làm mấy kiểu này. Cũng có thể trước đó đã làm rồi mà truyền thông và YouTubers không chú ý, mình không biết. Đúng? Có thể là như vậy. Rồi, câu hỏi thứ tư, bị đuổi ra khỏi nhà có bị ảnh hưởng nếu đi xin việc làm hay không? Cái này thì không. Đối với các công ty, đối với các chủ nhân thuê người làm thì chỉ biết rằng là bad credit về tiền nhà, về vấn đề gọi là thuê nhà. Nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, vì việc làm là vấn đề chuyên môn. Dẫu vậy cũng có một số người chủ, người ta rất là đạo đức, thì người ta cho rằng à, cái gì cũng phải ngăn nắp, không gian tham, không trộm cắp, không gì đó, không quỵt nợ đó, thì họ không thuê thôi. Đó là con số rất là hiếm. Con số đó may ra chỉ là 0.0001% thôi. Còn đại đa số 99.9999% người ta không đặt nặng về vấn đề bị đuổi khỏi nhà. Xin trả lời một cách rất rõ ràng như vậy. Không có ngại về chuyện đó. Vậy thì những cái gì mà tôi xin đúc kết lại, gia đình Trương Quốc Huy om sòm cụ tỏi ở trên mạng nói rằng vì tôi không trả tiền nhà vì A, B, C, D, F gì đó. Thì về vấn đề phương diện pháp lý, tôi là người đã từng làm ba cái chuyện này. Tôi cho rằng là giam mồm. Vì nếu mà muốn nói về vấn đề sửa chữa này nọ đó, thì lúc mà tòa đã ra cái trác ra tòa đó thì ra mà để mà trình bày. Còn không ra thì tòa đã ra một phán quyết, đó là một hình thức là tự nhận mình có lỗi. Còn ra mà tòa vẫn đưa ra một cái quyết định là trục xuất thì hiểu rằng là tòa đã không có nhận. Vì muốn trả tiền gọi là trừ khấu cho vấn đề sửa chữa đó thì phải sửa chữa xong rồi mới trừ khấu, chứ không phải rằng là cái dự đoán ô cái nó hư cái này, ơ nó hư cái nọ, tôi không trả. Nếu ai làm như vậy thì thị trường về vấn đề cho thuê nhà cửa nó loạn đi. Đó là cái phần thứ nhất quan trọng tôi muốn trình bày. Và phần thứ hai đó, mà khi mà cảnh sát tới á, thì có nhiều YouTubers đến quay hình, quay ảnh, đưa tin á, thì đó là quyền tự do ngôn luận ở nơi công cộng. Một nhân vật
đã nổi danh như Trương Quốc Huy là một public figure rồi, đã lên trên mạng bình luận này nọ tấn công vào nhà nước và đảng của Việt Nam thì cũng là một sự cho người ta chú ý, người ta có quyền phê phán. Khi mà dọn nhà như vậy không phải là chỉ dọn nhà bình thường mà là một con người không có đủ uy tín, không có chịu trả tiền nhà. Nói rằng là lên trên mạng YouTube rồi kiếm nhiều tiền mà có thực tế hay không thì đây là có quyền phê phán của các YouTubers. Họ có quyền đến để quay hình những cái cảnh mà anh em nhà Trương Quốc Huy la làng lên rồi già mồm, người ta gọi đó là cái cảnh kẻ bất lương, bất lương, già họng, không được quay hình ở những nơi công cộng, là những chỗ mà liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Hoặc là thí dụ như vô phi trường mà không được quay một số chỗ nào đó nó liên quan đến vấn đề an ninh của phi trường. Còn ở ngoài sảnh của phi trường còn quay được, nó huống chi là ngoài đường ở Nam California. Mình xin trả lời cho người bạn thắc mắc hỏi tôi trả lời về vấn đề pháp lý một cách rõ ràng như vậy. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.